200m nữa rẽ phải vào Lê Hồng Phong. Quan sát đấy, có người gì đâu. Rẽ phải vào Lê Hồng Phong, sau đó rẽ trái vào Nguyễn Du. Còn một xe nữa. Một xe nữa. Lắm rồi, lắm. Học sinh đúng rồi. Rẽ trái vào Nguyễn Du. Ba trăm mét nữa rẽ trái vào Trần Tế Xương. Ở bên kia là vẫn chưa ai bốc xuống rồi. Không biết nữa. Ba xe hãy cùng biết đây. Rẽ trái vào Trần Tế Xương. Năm trăm mét nữa rẽ trái. Hai cái xe kia nó đi ấy rồi, đi hẳn rồi. Đông với cả ấy. Hai xe đi hẳn. Vẫn ở đấy đợi mà. Vẫn ở đấy ạ. Ui ạ. Có ai bốc bán đâu. Cái hầm tối thì hồn mạng nó cũng rẽ trái vào Hùng Vương.
300 mét nữa, rẽ trái vào Trần Nhật Duật. Rẽ trái vào Trần Nhật Duật. Đi tiếp 2 km nữa. Thank you.
để Mỹ Trung. Thái Bình, đường Thái Bình. Chú có biết không? Đấy, thế thì đi trước đi.